Xin chào các khán giả yêu đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong chuyên mục review ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với cỗ máy thời gian mang tên Frank Miller Vanguard V45SCDT Starting. Những chiếc đồng hồ nhà Frank Miller thì lúc nào cũng rất là nổi bật, chúng rất ít khi bị rơi và quên lãng. Một phần là do đồng hồ Frank Miller chủ yếu được trang bị dáng vỏ curve cong mềm, bắt mắt. Curve là cách gọi riêng về dáng vỏ đồng hồ của thương hiệu này, nhưng chúng ta cũng có thể ngầm hiểu đó là dáng vỏ tunnel, dáng thùng rượu mà giờ rất được ở chuộng sử dụng bởi những thương hiệu siêu cao cấp như là Richard Mille. Bàn về những chiếc đồng hồ Curve nhà Frank Miller thì có thể thấy thương hiệu này đã khá là thành công trong việc tự mình đi theo và phát triển thị trường ngách vốn đang bị chiếm lĩnh bởi ông lớn trong ngành như Richard Mille. Khác hoàn toàn với Richard Mille chuyên cung cấp những chiếc đồng hồ tunnel đắt đỏ với phiên bản đơn giản nhất cũng có giá trên dưới 100.000 USD, thì Frank Miller tự mình xác lập thị trường riêng gồm những chiếc đồng hồ cũng dáng tunnel nhưng sở hữu mức giá chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 cho một phiên bản vàng khối. Hiện lên với sự nổi bật của kim loại quý hiếm, mẫu đồng hồ Frank Miller Vanguard V45 hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury gần đây sẽ chứng minh cho các bạn thấy sức trẻ năng động đến từ thương hiệu này. Cái tên Frank Miller được dẫn dắt và thành lập bởi người thợ đồng hồ tài năng cùng tên. Ông và người bạn thân thiết của mình là Vatan Schmitz đã cùng nhau thành lập thương hiệu chung vào năm 1991. Cả hai đều là những người đam mê và có khả năng chế tạo những thiết kế đồng hồ phức tạp. Nhắc tới Frank Miller thì giới mộ điệu sẽ không thể quên cỗ máy Triple Axis Tourbillon Revolution 3 hay thiết kế đồng hồ có lồng tourbillon cỡ lớn là Giga Tourbillon. Song, đặc điểm chung trên đồng hồ Frank Miller từ trước tới nay vẫn được giữ vững là dáng vỏ đặc thù. Khác với vỏ tròn truyền thống thường thấy, Frank Miller đã tạo ra dáng vỏ độc nhất, cong, mềm để có thể đeo trên tay vừa vặn, hoàn hảo. Với mỗi đồng hồ Vanguard V45 Starting cũng không phải là ngoại lệ. Khoác lên mình lớp vỏ vàng hồng, chiếc đồng hồ trông hết sức là nổi bật. Bộ vỏ này được làm từ vàng hồng với đường cong mềm mại sáng bóng. Sự sáng bóng khiến cho cạnh viền đồng hồ như một chiếc gương soi thu nhỏ vậy. Thế nhưng ngoài vẻ sang trọng của thứ kim loại quý vốn chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ cao cấp, thì vỏ đồng hồ của chiếc Vanguard này hiện tại còn được tạo nên bởi chất liệu tổng hợp màu xanh thẫm cũng có dáng vẻ cong mềm, ôm trọn lấy núm điều chỉnh. Chi tiết này được xem là khá hài hòa với phần dây đeo lẫn mặt số xanh ở bên trong. Kích thước của chiếc đồng hồ này cũng không khác biệt với dòng Vanguard tiêu chuẩn. Độ rộng của đồng hồ là 44mm, trong khi khoảng cách giữa hai đầu càng nối dây là 53,7mm. Không khó để nhận ra kích thước này sẽ là khá lớn, nhưng so với một chiếc đồng hồ vỏ tròn đường kính 44mm tương tự thì chiếc Vanguard này sẽ lên tay thuận tiện hơn, bởi vì kiểu dáng cong vòm, ôm theo đúng bề ngang của tay nam chủ nhân. Không ngạc nhiên mấy khi một chiếc đồng hồ có kiểu dáng khác thường như mẫu đồng hồ này chỉ có thể kháng nước ở mức 30m, do đó thật là khó cho những ai muốn đeo nó tham dự những môn thể thao dưới nước, mặc dù nó vốn là chiếc đồng hồ có nguồn cảm hứng từ bộ môn đua thuyền trên biển cả. Có lẽ tính biển của chiếc đồng hồ Frank Miller được nhà sản xuất thể hiện trên mặt số đồng hồ mà không phải là nằm trong tính năng của nó. Mặt số đồng hồ nhìn chung rất nổi bật, những tông màu được sử dụng đều mang tính tương phản mạnh, ví dụ như là nền mặt số là màu xanh blue trendy của năm nay, vốn được hoàn thiện bằng phương pháp trải tia nên bắt sáng tốt. Bên trên đó là 12 cọc chỉ giờ dạng số Ả Rập bằng vàng hồng đã được đính nổi. Nhà sản xuất không quên phủ lên chất phát quang Super Luminova màu trắng, thời thượng và thể thao, thể hiện đúng tinh thần biển cả. Biểu tượng la bàn được khắc họa tại trung tâm mặt số ngay bên dưới ổ trục ba kim cơ bản. Trên mọi chuyến đi trong quá khứ thì la bàn là công cụ duy nhất và chính xác nhất để xác định hướng di chuyển tàu thuyền. Tuy nhiên hiện tại, chiếc la bàn thu nhỏ trên chiếc đồng hồ này chắc chắn sẽ không còn được sử dụng nhiều bởi có nhiều công cụ chuyên nghiệp thay thế. Nhưng biểu tượng la bàn với những cách sắc nhọn cùng các kinh vĩ độ in trên mặt số vẫn luôn xuất hiện xuyên suốt trên mọi chiếc đồng hồ Vanguard Starting đến từ nhà sản xuất Frank Miller. Về mặt thẩm mỹ, những cánh la bàn xuất hiện trong tông màu xanh phối với phần nền hoặc viền vàng hồng phối với bộ kim cũng như các cọc chỉ giờ xung quanh, cung cấp năng lượng để mẫu đồng hồ này hoạt động với các chức năng như là hiển thị giờ, phút, giây và báo ngày qua ô cửa sổ nhỏ là bộ máy tự động có thể vận hành trong khoảng 42 giờ đồng hồ. Ở đó là FM2800DT có thể lên cót tự động nhờ roto xoay hai chiều. Dù vậy được mệnh danh là Master of Complications, bậc thầy của sự phức tạp, tuy nhiên thì thương hiệu Frank Miller lại không dành sự ưu ái cho thiết kế này. Chính vì vậy bộ máy đã được đóng kín. Đó là một điểm khá là tiếc nuối trên mẫu đồng hồ Frank Miller Vanguard V45 này.
Tóm lại thì mọi thiết kế trong bộ sưu tập Van Cleef là một thiết kế đương đại mới mẻ trong những mẫu đồng hồ cổ điển nhà Frank Mueller, và với mẫu đồng hồ V45 này, nó thật sự là nổi bật. Sự cộng lại của màu sắc và kỹ thuật hoàn thiện trên thiết kế hiện tại đã tạo nên một mẫu đồng hồ thể thao sang trọng, có khả năng để lại ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện. Không biết các khán giả của Gia Bảo Luxury nghĩ sao thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bên dưới để cùng thảo luận với nhau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau.